phải em tham ăn đâu, tại em ghét thức ăn lắm. Cứ nhìn thấy đồ ăn ngon là em phải diệt cho bằng hết. Hi, xin chào tất cả các bạn. Rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Video ngày hôm nay mình muốn giới thiệu với các bạn một thành viên mới là Xã. Đó, Xã là cái bé đen đen trắng trắng đó, mọi người thấy không? Thì Xã ở ngoài quán của mình, nhưng mà vì dạo này mình có việc phải ở nhà nên là Xã về nhà luôn. Mọi người thấy kiểu này nó có điểm không? Cuốn sách ngày hôm nay mình muốn giới thiệu với mọi người đó là cuốn Dốc Hết Trái Tim của tác giả Howard Schultz. Mình cũng không biết đọc tên tác giả nữa. Đây là chủ tịch và CEO của Starbucks. Đây là một cuốn sách rất là nổi tiếng và thương hiệu Starbucks, thì mình cũng nghĩ là mình không còn phải giới thiệu gì nhiều với mọi người nữa đúng không? Rất là nổi tiếng rồi. Và nó là một cái cuốn sách mà kể về cái quá trình từ hồi tác giả chỉ là nhân viên, sau đó làm thế nào để gây dựng ra cái tiệm cà phê riêng của mình, rồi sáp nhập với Starbucks, rồi cách đưa nó lên thành một công ty đa quốc gia như bây giờ, rồi cái cách quản trị nhân viên này qua nhiều thời kỳ, từ lúc kêu gọi vốn tới những cái lần mở rộng quy mô, số lượng nhiều hơn nữa, và đặc biệt đó là cái định hướng phát triển của Starbucks khi mà công ty ngày càng lớn. Thì tác giả thì quá nổi tiếng rồi, công ty cũng nổi tiếng rồi, thì chúng ta sẽ xem là sơ lược cuốn sách sẽ nói cái gì trong này. Đây là một câu chuyện về Starbucks, nhưng nó không phải một cuốn sách kinh doanh thông thường. Mục đích của nó không phải là để kể về cuộc đời tôi, cũng không phải để đưa ra lời khuyên bảo nên làm thế nào để xoay chuyển một công ty đang trục trặc, hay để dùng tư liệu minh chứng cho lịch sử công ty của tôi. Nó không có những đoạn tổng kết giáo điều, không có những gạch đầu dòng công việc, không có cái khuôn khổ lý thuyết phân tích nguyên nhân một số doanh nghiệp thành công, còn những doanh nghiệp khác lại thất bại. Đúng nha, mình đọc xong hết rồi nha, hay rồi, vô cùng hấp dẫn và đúng như kênh như vậy luôn, hấp dẫn lắm. Nó là một câu chuyện về một đội ngũ xây dựng một doanh nghiệp thành công dựa trên những giá trị và nguyên tắc điều hành hiếm thấy ở xã hội kinh doanh Hoa Kỳ. Nó kể về hành trình chúng tôi dần học được những bài học quan trọng về kinh doanh và về cuộc sống. Tôi hy vọng chúng sẽ có ý nghĩa đối với những ai đang xây dựng sự nghiệp và những ai đang nỗ lực theo đuổi giấc mơ của mình. Nếu bạn dốc hết trái tim vào từng việc mình làm, hoặc vào bất cứ một doanh nghiệp nào thích đáng, bạn có thể đạt được những ước mơ mà người khác cho rằng không thể. Đó là điều viết nên câu chuyện cuộc sống và một kết thúc có học. Thì cuốn sách này dành cho ai? Cuốn sách này mình nghĩ là sẽ thích hợp cho các bạn chuẩn bị dấn thân vào lập nghiệp, khởi nghiệp. Các bạn đang có một cái ý định nung nấu mà là làm một cái quán cà phê, một quán ăn, một cái doanh nghiệp nhỏ riêng của mình, và đặc biệt là ngành F&B. Nếu như mọi người đang có một công việc ổn định, mọi người đang muốn đang làm một cái ngành gì đó không liên quan tới F&B, không liên quan tới food and beverage, không liên quan tới ăn uống, và mọi người kiểu mình có một tí vốn nè, mình muốn mở một cái cửa hàng cà phê, một cửa hàng ăn uống, mình thấy cái này ngon nè, chắc là khách sẽ thích, hoặc là mình giỏi nó cái này nè, thôi mình bỏ công việc hiện tại đi nấu cái đó đi. Thì từ từ khoan, dừng khoảng chừng lại 2 giây và suy nghĩ cho thật là kỹ nha. Tại vì mình không bàn về kỹ năng, về chuyên môn, về tiền bố hay cái gì hết. Mình chỉ bàn về vấn đề đó là cái ngành dịch vụ này, đặc biệt là ăn uống á, bạn sẽ phải làm dao chăm họ luôn á. Và cái áp lực khi mà mình phải đối mặt với cái những chuyện xung quanh á, đối với kiểu làm dao chăm họ nó rất là lớn. Nên là mọi người phải chuẩn bị tinh thần thật là kỹ nha. Đó là chưa bàn về vốn liếng và thời gian có khách, cái thời gian đầu làm sao để có khách hay này kia. Ở sau cuốn sách nó sẽ có tóm tắt về tác giả ở đây nè. Mình sẽ đọc cho các bạn xem một vài dòng tóm tắt ở đằng sau. Đối với doanh nhân, giới quản lý và những người yêu thích cà phê Starbucks, Dốc Hết Trái Tim là cuốn biên niên ký chi tiết ghi lại quá trình một công ty tiên phong tạo dựng nên danh tiếng trên toàn cầu trong lĩnh vực bán lẻ nhờ đường lối lãnh đạo bằng trái tim. Thật lòng khó hình dung ra một công thức cà phê nào tuyệt vời hơn cuốn hồi ức này. Bằng cách khắc họa rõ nét con đường giúp Starbucks chinh phục các khách hàng của mình, cuốn sách này hé mở một tinh thần anh hùng vị nhân sinh. Nếu bạn có thể chinh phục trí tưởng tượng của khách hàng, bạn chính là người chiến thắng. Đây nè. Thành công của công ty cà phê Starbucks là một trong những câu chuyện kỳ diệu nhất về kinh doanh trong suốt nhiều thập kỷ. Một cửa hàng nhỏ ven sông ở Seattle rốt cuộc lại lớn mạnh và phát triển nên hơn 1.600 cửa hàng chỉ khắp thế giới, và mỗi ngày lại có thêm một cửa hàng mới mọc lên.
Tuyệt vời hơn cả, Starbucks đã thành công trong việc giữ vững cam kết về chất lượng sản phẩm ưu việt và mang lại những gì tốt đẹp nhất cho nhân viên của mình. Thì lúc mình đọc mình không có xem một lục trước, đọc xong rồi mình mới xem một lục đúng á, thì mình mới thấy là cuốn sách này có 3 phần. Có vẻ là vì mình lười xem một lục mà tại vì cuốn sách này quá hay ấy, mình vừa mới mở ra mình đọc một cái là mình bị cuốn luôn. Thì cái lúc mà mình được nghỉ là 2 ngày, có nghĩa là trước đó mình đọc ngắt quãng rồi, nhưng mà tới mình nghĩ là mình dành trọn nguyên một ngày để mình đọc hết cái cuốn này luôn á. Thì sẽ có phần 1 là khám phá mới về cà phê, phần 2 là tái phát minh và trải nghiệm cà phê, phần 3 là làm mới tinh thần doanh nhân, phần 1, phần 2 chủ yếu sẽ là quá trình vị CEO này thành lập một cái công ty cà phê riêng và sáp nhập với Starbucks và đưa nó trở thành kiểu quy mô cỡ vừa và nhỏ. Còn phần 3 thì sẽ là một cái công ty lớn, một cái hệ thống đa quốc gia. Khi mà mình đọc phần 1 và phần 2 thì mình tự nhiên mình có một cái cảm giác đồng cảm nào đó với tác giả. Kiểu mình đọc và mình hiểu được có mọi người. Như là hiện tại mình cũng đang đi bưng cháo đó, nên là mình đọc mình hiểu được từng cái vấn đề mà tác giả đã trải qua rồi. Và mình cảm thấy là chính mình cũng ở trong cái vấn đề đó, không phải là chính mình trong vai trò là một CEO mà là một nhân viên. Có nghĩa là mình gặp những vấn đề về tài chính này, về nhân sự này, mình nhận ra là có thể mình sẽ mất đi những cái khách hàng vô cùng tiềm năng chỉ vì một vài hành động vô ý của nhân viên. Có nghĩa là nhân viên không có nhân viên tốt và nhân viên xấu, không phải là cái bạn đó là người tốt hay người xấu hay gì, mà bạn đó chỉ đang không có nhập tâm vào công việc của mình, nên là làm cho vô tình làm cho cái quán của mình mất đi những vị khách hàng tiềm năng, những vị khách hàng thân thiết. Và tại vì cái cuộc gặp gỡ là giữa nhân viên và khách hàng, đúng không? Kiểu mình không thể nào mà quản lý được là hai bên sẽ như thế nào với nhau và có chuyện gì xảy ra cho tới một ngày đẹp trời á. Thì khách hàng quay trở lại nói là hồi trước chị cũng rất là thích quán em, nhưng mà tại vì nhân viên của em hôm đó làm thế này thế kia đối với chị, nhưng mà lại không xin lỗi nên là chị đi, nhưng mà hôm nay chị lại nghĩ là thôi quay lại ủng hộ cho em này kia, thì giờ chị mới kể vậy thôi. Nên là đối với mình, việc mà Starbucks chi trả phúc lợi cho nhân viên á, đảm bảo phúc lợi của họ là một cái phần rất là đầu tư vô cùng là thông minh và thông minh. Tại vì nhân viên chính là bộ mặt của cái quán, nhân viên chính là bộ mặt của thương hiệu, và cũng chính là người trực tiếp tiếp xúc với khách hàng. Mọi bộ phận nó đều rất là quan trọng, và con người là yếu tố quan trọng nhất để quyết định thành công của một công ty. Quan tâm hơn người khác, tư duy khôn ngoan. Mạo hiểm hơn người khác, tư duy an toàn. Ước mơ hơn người khác, tư duy thực tế. Và kỳ vọng hơn người khác là tư duy khả thi. Nếu như mà các bạn đang muốn chuẩn bị mở công ty, đang gặp vấn đề nào đó, hoặc là các bạn chỉ cần một cuốn sách nào đó nhẹ nhàng để đọc vào những lúc mà không biết làm gì đó, thì đây là một gợi ý vô cùng tuyệt vời xuất sắc. Đó là những trải nghiệm cá nhân và những trải nghiệm vô cùng là quý báu, và 20 năm kinh nghiệm của tác giả chỉ đúc kết cho một cuốn sách mà các bạn đọc chưa tới nửa ngày. Nếu như tập trung như thế này thì không có lý do gì mà chúng ta lại bỏ qua hết, đúng không? Thì lúc mà mình đọc được cuốn này xong, mình có nốt lại một vài thứ. Ví dụ như, dù bạn có làm gì đi nữa, đừng chỉ biết đến hai chữ an toàn. Đừng làm mọi thứ theo cách mà mọi người vẫn làm. Đừng cố ép bản thân cho phù hợp với hệ thống. Những công ty khác thì không có trả phúc lợi đối với nhân viên part time như vậy, nhưng mà công ty này khác. Rồi công ty này có một cái cách riêng biệt mà không có giống như những công ty khác trong cái thời đại đó làm như vậy. May mắn là cái còn lại của kiến tạo. Còn trong cuộc sống bình thường, đối với mình, may mắn đó là kết quả của một sự chuẩn bị. Hằng ngày đi mình bán cháo, đi mình chuẩn bị đồ ăn ngon nè, mình cố gắng dùng hết tấm lòng của mình chuẩn bị vô từng tô cháo, và cái đơn vị bán của mình đó là từng tô cháo, giống như là Starbucks đơn vị bán của họ là từng cốc cà phê. Thì vô tình mình sẽ gặp được một cái khách hàng nào đó và hợp cung cấp dịch vụ của mình, và họ cảm thấy dịch vụ của con bé này hợp lý nè, quay lại, và chúng ta lại có thêm một khách hàng thân thiết. Thì may mắn của mình đó là gặp được khách hàng này, nhưng mà cái sự may mắn đó là mình đã chuẩn bị một cái chân thành nhất mong cho đến với khách hàng, và mong khách hàng có một bữa ăn ngon thật sự. Món hàng như nhân viên là bộ mặt của cửa hàng, nhân viên là bộ mặt của cửa hàng, nên là cho dù cái quán ăn nhỏ hay là lớn hay là gì đó, hay là bất kỳ một cái dịch vụ nào mà cần nhân viên, thì nhân viên chính là bộ mặt của cửa hàng. Và họ không phải là một món hàng, không phải là một cái kiểu mà mình bỏ tiền ra để mua thời gian và công sức lao động của họ, nên là mình phải tôn trọng, phải nâng niu, phải có giao lưu, rồi phải
Nói chung là mình thấy mình cần phải học thêm rất là nhiều, phải đọc thêm và tìm hiểu thêm rất là nhiều về quản lý nhân sự. Tại vì đó là một cái lĩnh vực vô cùng đặc biệt và đặc thù mà mỗi công ty, đặc biệt là những công ty lớn, họ có những cái bộ phận nhân sự riêng và có những cái quản lý cấp cao riêng để giải quyết những cái vấn đề về nhân sự đó. Con người là một cái gì đó phức tạp và phức tạp lắm. Có một cái nữa đó là kiểu hàng ngày á, khi mà mình giao lưu làm việc bình thường á, thì mình hay bị cái tâm lý là sợ những người mà giỏi hơn mình. Mình có cảm giác hơi tự ti một tí khi mà tiếp xúc với những người giỏi hơn mình. Đó là hồi trước thôi, còn bây giờ hả? Bây giờ mình đúng kiểu một tờ giấy trắng, mình không biết gì, và mình phải cố gắng để mình đi gặp những người giỏi hơn mình, để mình có thể học hỏi, trao đổi kiến thức. Không trao đổi kiến thức, mình làm gì có kiến thức mà trao đổi. Mình phải cố gắng để mà học hỏi, để từng tí một trong cuộc sống. Mọi người hay nói là đừng sợ những người giỏi hơn mình, nhưng mà bây giờ để tìm được những người giỏi hơn mình để mà sợ cũng không có đâu mọi người. Tại vì người ta bảo là gió từng nằm mấy từng đó, đúng không? Trong khi bản thân mình đâu có gì là giỏi giang, đâu có gì hoàn hảo đâu, thì làm sao mà có những người giỏi giang hơn để mà có thể xuất hiện xung quanh mình được. Cái tần số của mình nó thấp tè tè thế này thì làm sao những người xuất hiện, người ta đi vô được, đúng không? Nên là mình phải mình không những không sợ mà mình còn phải cố gắng tìm những người giỏi hơn để học hỏi và trau dồi kiến thức nữa cơ. Có những cái đó là kinh nghiệm của họ mấy chục năm trời luôn, qua bao nhiêu là chặng đường, từng mở quán từ kinh doanh, từ những công việc hàng ngày, giải quyết mâu thuẫn, cách sống hơn cách sống này kia, và họ chia sẻ cho mình rất là nhẹ nhàng, chỉ trong một hai câu thôi, hoặc là 5-10 phút nói chuyện, nửa tiếng một ly cà phê. Nhưng mà nó là kinh nghiệm của cả một đời người luôn, và giúp mình tránh được rất là nhiều rủi ro luôn á. Để gây dựng một cao ốc 100 tầng, trước tiên phải có một nền móng vững chãi. Mọi thứ muốn lên cao hơn nữa, nó đều phải từ những cái nhỏ nhất, những cái thấp nhất. Ví dụ như muốn mở một quán ăn mà nó lớn hơn, thì cái mình phải làm tốt từ những cái nhỏ nhặt. Vì mình hàng ngày mình cố gắng mình gây dựng những cái thật nhỏ nhặt đó, hoặc là giảm cân đi. Muốn giảm cân thì mình phải từ bỏ những cái thói quen không được tốt lắm, ví dụ như ăn vặt, ăn đêm, lười tập thể dục, lười uống nước, rồi suy nghĩ tiêu cực gì đó. Thì mọi thứ nó đều phải từ từ mà lên, và nó là một quá trình, chứ không phải là hôm nay mình uống rất giảm cân thì mai mình giảm được 3 kg đi không nha. Nói chung thì đây là một cuốn sách cực kỳ hay, cực kỳ tuyệt vời, và nó sẽ là một cuốn sách gối đầu giường của mình. Và mình nghĩ là nếu như các bạn đang phân vân, đang kiểu giữ một loạt sách, kiểu đi đâu mình cũng thấy sách, cuốn nào cũng hay, cuốn này kia, thì mình gửi cho các bạn cuốn này. Và mong các bạn sẽ có những phút giây thật là thư giãn và có thể học được nhiều bài học từ cái cuốn này, cũng như là từ gợi ý của mình. Và cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nhớ like và đăng ký kênh để chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn nữa. Và nhấn cái chuông nghe, tại vì mình sẽ cố gắng ra video mới vào mỗi tuần. Bye bye.